Vâng, xin kính chào quý bằng hữu yêu mến Võ Lâm Truyền Kỳ. Chào mừng quý bằng hữu đã đến với Võ Lâm Xưa .mobi, game mobile tái hiện nguyên bản Võ Lâm Truyền Kỳ 1 trên điện thoại với giao diện thân thuộc của 16 năm về trước, sẽ mang lại hồi ức thật đẹp cho quý bằng hữu đã từng một thời bôn tẩu giang hồ. Sau bao nhiêu năm chờ đợi mỏi mòn với những ước mơ còn dang dở, giờ đây quý bằng hữu đã có thể sống lại cảm giác xưa cũ trên chiếc điện thoại yêu dấu của mình, với mong muốn mang lại một sân chơi thật đẹp cho tựa game huyền thoại. Võ Lâm Xưa .mobi đang và đã đi vào giai đoạn hoàn thiện một bản game có thể nói là siêu phẩm trong làng GX hiện nay. Ngay bây giờ bạn đã có thể tải game và test cùng chúng tôi tại Võ Lâm Xưa .mobi, cùng nhau trải nghiệm lại cảm giác làm nhiệm vụ giã tàu, random phần thưởng, giữ lại nguyên bản nét đẹp của tính năng có thể nói là huyền thoại của tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ. Vâng, những trận tống kim rực lửa, công thành chiến, thiên địa cuồng phong, thập đại môn phái sẽ một lần nữa tái xuất trên nền tảng mobile. Thiếu Lâm Cường Dũng, Nga Mi yểu điệu thục nữ, cái bằng trượng nghĩa anh hùng, võ đang đạo mạo oai phong, tất cả vẫn vẹn nguyên kỷ niệm của 16 năm về trước. Nếu các hạ đã từng một thời ăn ngủ quán nét, đêm đêm khiêu chiến cổng viện kinh, hay cùng bang hội giành đoạt từng con bót, thì chắc chắn Võ Lâm Xưa .mobi sẽ không làm các hạ thất vọng. Với lối di chuyển trên nền tảng mobile cực kỳ mượt mà và linh hoạt, các hạ có thể thỏa sức để thể hiện trình PK tuyệt đỉnh của mình. Nếu các hạ còn đang thắc mắc hay do dự về hệ thống auto của Võ Lâm Xưa .mobi, thì hãy nhanh tay tải game về để cùng test thử một auto game mobile cực kỳ chất lượng, có thể nói là đứng hàng đầu trong làng GX Việt Nam. Còn chờ gì nữa, quý bằng hữu hãy cùng chúng tôi gây dựng lại tựa game huyền thoại Võ Lâm Truyền Kỳ trên nền tảng mobile để cùng nhau sống lại ký ức về một thủa xa xưa. Chúng tôi luôn chờ đợi và lắng nghe những ý kiến đóng góp từ quý bằng hữu. Xin chân thành cảm ơn.